Đó, cả nhà thấy cái cây này đã đã không? Cây nào mà không mình trồng à? Mới trồng mấy bữa hôm trước á, mình có quay á. Nay em nó đang lên cái đọt nè, lên mầm lá luôn. Nhìn em nó nay nó xanh lè luôn, chân cẳng là nay xanh cứng ngắt à. Rồi, xin chào cả nhà yêu hoa sứ nha. Kính chúc tất cả ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa nay đang chuẩn bị trồng nguyên một đống mấy cái sứ một cốt đó. Mấy cái này là mấy cái trồng cái sứ giống mới á. Thì cái này em cũng mới vừa ghép mà cũng chưa có tính trồng đâu. Tại nay ghép này nay để cũng khoảng hơn nửa tháng rồi. Mấy bữa nay mưa liên tục nè, mưa dầm chắc trồng nó ướt nè, cho nên cũng chưa tính trồng. Giờ mấy em này cái đọt nó là nó ghép nó em nào em nấy nó lên mầm lú mầm dài một khúc hết trơn rồi. Bữa nay trời nó hơi trong trong rồi, cũng sẵn tiện đây trộn chắc trồng trồng lại mấy cái em một cốt này luôn. Thì sẵn tiện quay chia sẻ đồ nói chuyện chơi với cô chú anh chị mình, ai yêu thích mình vào xem chơi nha. Thì cái giống một cốt này là bên em ghép cái giống mới có tên là cẩm thạch may mắn nha. Này em ghép giống lá cẩm thạch nhưng mà mặt hoa của nó là hoa cánh kép nha, rất là đẹp luôn. Thì mai mốt em trồng khi nào mà nó trổ bông thì em cũng giao lưu, cũng bán lại với cô chú anh chị mình, có yêu thích thì mình mua ủng hộ mình nha. Em này em đặt tên cho nó là cẩm thạch may mắn nha, mặt hoa rất là đẹp luôn. Cả nhà mình có thích sự may mắn thì mai mốt nhớ ủng hộ mình nha, như một đống. Thì cái mùa mưa này nếu như cô chú mình có chơi sứ, mình có mua sứ hay là gì muốn trồng sứ rồi đó, thì mình quan trọng nhất là cái chất trồng của mình nha. Mình cho nó thoát nước tốt, mình trồng cái vỏ trấu này, như cái vỏ trấu sống này nè, đây là cái vỏ trấu sống nè, vỏ trấu sống này mình trộn vô cho nó nhiều vô. Đặc biệt cái mùa mưa này là mình nên trộn cho nó nhiều vô cho nó tươi xốp cái chất trồng á, rồi cho nó thoát nước cho nó dễ thôi. Cây sứ mà mùa mưa này mà nó không thoát nước được, nó ứ nước là coi như cây sứ mình nó không phát triển được, rễ nó sẽ không phát triển mà nó dẫn đến là tình trạng mình nó ưa bị thối nữa nha, rất là dễ thối luôn. Cho nên tốt nhất mình nên chắc trồng cho tươi xốp, thoát nước tốt là ok. Mình trồng mình kê đầu lên cho cao lên cho nó rút nước. Đó, còn mấy em một cốt không, sẵn đây hồi nó thay cái thay chậu cây sứ trẻ lồng này luôn nè, sang cho nó cái chậu mới cho nó đẹp đẹp một chút, cho nó cân xứng với lại cái cây. Cái này mình ghép mà qua thần tài san hô nữa nha, nhà thấy cái đọt nó lên san hô rồi nè, đó. Lên một bẹ rồi, thấy chưa? Mấy cái san hô này mai mốt nó cho bông là chùm 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 nữa. Còn phía trong đây là mấy cây sứ hạt đang chuẩn bị nở bông hết rồi. Mấy bữa nay mưa gió tả tơi cho nên đem vô đây để nè cho nó tránh mưa. Rồi giờ mời cả nhà mình cùng trồng sứ nha. Mưa gió ở nhà rảnh rỗi trồng sứ và chơi cho đỡ buồn. Đó, như cái chậu này mình lót ở dưới đáy, lúc nào mình cũng lót một cái lớp gì đó để cho nó rút nước nha. Thì các bạn mình có cái gì đó thì mình dùng đó, vỏ trấu, vỏ đậu hay là vỏ dừa khô hay là than đá gì đó, cái nào cũng được hết nè. Mình cho một lớp ở dưới đi cho nó rút nước. Với lại mùa mưa này cả nhà mình nên trộn cái loại thuốc này, này nha. Nè, mình trộn cái loại thuốc này vô trong cái chất trồng á, mình trộn vô, mình trộn đều hết. Cái này là thuốc regen nha, regen mình trộn vô chất trồng á để nó phòng trừ sâu đồ nấm đồ trong cái chất trồng của mình nha. Cây để nó lú mầm lâu lên tới trên hết rồi, lên mầm hết rồi. Này mình trồng liền xuống cho nó cây nó bén rễ á, cho cái nó nhanh phát triển cái bo ghép. Khi mình trồng á là mình phải lật cái gốc cây lên, cái cổ lên, mình kiểm tra cái rễ của nó coi nó có vấn đề gì không nha.
kiểm tra coi nó có bị thối cái phần đọt phần nào không. Nếu hả thối thì mình phải cắt xử lý lại rồi để là từ từ là mình thả trồng. Chứ mình không kiểm tra là mấy cái chỗ thối nó còn cái chỗ thối đâu đây nè, mình không thấy, mình trồng xuống thì nước nó sẽ rút vô những cái chỗ thối đó, nó dẫn đến là thối luôn nguyên cái củ nha. Cho nên mình phải kiểm tra trước cái phần gốc nó này nè, coi nó có ảnh hưởng vấn đề gì không rồi mình thả trồng. Rồi mấy cái này thì mình cũng không chưa có tỉa rễ gì hết à, tại cái này dạng chủ yếu là nuôi thôi chứ chưa có đâu cần phải làm đẹp cái củ, cho nên mình để rễ vậy luôn, chưa có tỉa. Nuôi vậy cho nó mau lớn thôi. Thì khi mình trồng vậy nè, cũng có nhiều người hỏi là có nên tưới nước liền hay không. Thì theo mình á, tưới nước liền nó vẫn được chứ không phải không. Nhưng mà sao lý do là mình không tưới nước là sao? Cho nó bảo đảm thôi. Tại vì mình đâu có biết được là cái cây của mình, như mình này, thí dụ cái cây ở nhà mình đi, mình biết bảo đảm là mình phơi nó leo, mình treo nó lâu rồi đi, mình phơi nửa tháng, tháng gì đó là mình biết đã khô hoàn toàn hết. Thì mình trồng vô thì tất nhiên nó rất là cần nước liền. Tại vì mình tưới liền thì nó sẽ kích thích cái cây, nó sẽ nhanh phát triển hơn. Nhưng mà nhiều khi mình cái cây của mình mua ở chỗ khác về đi, mình chưa biết là cái cây nó có bảo đảm an toàn hay không, thì tốt nhất mình không nên tưới nước liền. Khi mình trồng như vậy nè, không nên tưới liền, để chi, để cho nó bảo đảm thôi chứ không có gì hết à. Mình để cho nó khô vậy đi, trồng chất trồng khô vậy nè đó, mình để trong bóng mát hay do đâu đó đi, để khoảng vài ngày sau rồi mình hả tưới nước. Mình tưới nước một vài ngày sau mình tưới nước cho chất trồng là nó dẻ, nó ôm lại, nó ôm sát rễ lại, bắt đầu là mình tưới kích rễ cho nó. Mình có mua thuốc kích rễ gì đó, mình tưới cho nó, cho cái bộ rễ nó nhanh phát triển là cây nó sẽ sung, nó mau dược lắm. Lúc đó quan trọng là cái bước đầu tiên á, là mình trồng đó, là mình kích rễ cho nó. Cây nó phát triển bộ rễ mạnh thì tức từ chỗ đó nó sẽ, cây nó sẽ dược lên luôn. Còn lúc đầu mà mình chăm sóc nó yếu á, cây nó không ăn rễ được á, thì coi như cái cây nó sẽ bị chai luôn nha. Mình trồng nó rất là lâu lớn, lâu phát triển. Mới có 9-10 giờ sáng mà giờ ổng đang chuẩn bị trong ổng buồn nữa rồi. Ổng buồn chuẩn bị đổ cơn mưa nữa rồi. Nó chơi sứ này trong cái mùa mưa nó cũng cực lắm. Đủ thứ á, chăm sóc cây rồi nó cũng cực. Thôi. Giống này là giống cẩm thạch nha cả nhà. Giống này giống mới bên mình. Thì mình cũng ghép cái loại giống lá cẩm thạch, nhưng mà cái mặt hoa của nó là hoa cánh kép, nó cũng khá là ok luôn. Thì mình cũng có đặt tên cho nó là cẩm thạch may mắn nha. Cả nhà mình đợt sau mà khi nào nó gần trổ bông thì mình cũng quay đăng bán được. Cả nhà mình có yêu thích thì nhớ mua ủng hộ mình nghe. Này toàn bộ là những cây một cốt như vậy hết nè. Đối với những cây xứ ghép á, mà những cây một cốt như vậy á, thì nó phát triển rất là mạnh nha. Nó mạnh hơn là những cây mà nhiều cốt, phát triển rất là sung luôn. Những cây một cốt đó, mình chăm mình chơi nó tốt hơn, nó bảo đảm ngon hơn, tốc độ phát triển của nó mạnh hơn là những cây mà nhiều o. Tại vì nó một cái gốc vậy nè, nó dồn tập trung một cái bo ghép một, thì nó sẽ, tất nhiên nó sẽ mạnh hơn là một gốc mà nó phải phân ra nhiều nhánh, nhiều chi, nhiều con á, y như là nuôi nhiều con thì nó phải, tất nhiên nó phải cực hơn. Còn này nuôi có đứa một à, dễ chăm. Đó, khi mình trồng vậy mình để ở đâu trong mấy hiên mấy gì đó đi, mình để đi khoảng mấy ngày sau đi mình hả tưới nước cho nó, tưới cho chất trồng nó dẻ, nó bó sát vô rễ hết, bắt đầu mình tưới kích rễ cho nó, cho cái bộ rễ nó nhanh phát triển. Rễ nó phát triển được là coi như là nó sẽ, cái bộ tàn nhánh nó sẽ rất là mau. Còn rễ mà nó không phát triển được thì cái cây nó sẽ eo ọt rất là cực luôn, mình chăm nó rất là cực. Quan trọng là cái bước đầu tiên á, mình chăm sóc cái bộ rễ cho nó tốt là được rồi.
rồi trồng cây nữa cho cả nhà mình, ráng nhín thời gian xem nghe, ủng hộ mình nha, trồng một cây nữa để mất thời gian của cô chú anh chị mình rất là nhiều. Mưa gió bão bồng tiếp. Trồng á, mình lưu ý là cái rễ nha. Nếu như mà mấy cái cây mà mình có nhiều rễ á, mình phải cho chất trồng nó vô sát, bó sát vô những cái phần rễ đó nha. Chứ mà nếu như mà nó chừa mấy cái lỗ hổng rễ á, thì là rễ nó sẽ bị lạnh nha, nó sẽ lâu phát triển nha. Cho nên mình phải cho chất trồng luồn lách vô những cái khe nhỏ của mấy cái rễ để nó bó lại cái rễ đó. Chứ mình để nó hở ra là nó cái rễ nó lạnh, nó sẽ chai cái rễ, nó không có phát triển. Rồi trồng 3 cây thôi, còn nhiêu để chút mình trồng sau chứ để mất thời gian. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà mình đã xem nha. Kính chúc tất cả cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà lần sau nha.